Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đạo, nhưng buổi tan trường thường hay tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiên tha tôi cài lên trên áo lụa xanh màu tím say sưa, trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ giã lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa. Nhưng em nói sao cho nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi. Không nói lời biệt ly, trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xóm dặn về gieo sầu nhớ mang theo xác em thơ, bao ước nguyện ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình thôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đạo còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điêu hiu. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên ám mộ xanh cỏ lá. Em ơi em ơi, nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Giới thiệu anh em mic BBS K99 ngon bỏ rẻ, dây dài 7 mét, alo rất là bắt mic luôn và sáng tiếng, sáng tiếng và cũng rất là dày, tiếng rất lực. Anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ. Rất nhiều mic. Hộp đây. Tứ vừa mới về thì đã bán được một đôi rồi. Đây, Sequencer này. Đó, đây có 3 loại. Rất đẹp, rất xịn sò cho anh em. Mic có dây, không phải thay pin trực tiếp. Mic có dây thì có những ưu điểm sau: khi mà âm thanh trực tiếp ra bao giờ cũng tốt hơn là âm thanh gián tiếp, đó là điều chắc chắn. Và là không phải thay pin, đỡ tốn tiền mua pin. Nhược điểm là dây dợ nó hơi lằng nhằng vương víu tí,
nhưng mà không sao, mỗi sở thích của mỗi người. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp thôi, 0974682663. Đây là cái mic Sequencer này, có hộp rất đẹp đúng không ạ? Mỗi một cái mic này là một hộp. Tất cả là mặt nhôm phả bằng nhôm phay hết, sơn tĩnh điện rất đẹp, nặng. Alo rất sáng. Anh em có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp 0974 602 663. Xin cảm ơn anh em.